Cảm ơn mẹ Thanh Tâm ở Hải Dương đã gửi câu hỏi đến cho trung tâm. Chào bác sĩ, bé nhà em được hơn 13 tháng, bé gái ạ, được 9,5 cân. Mọi ngày con ăn rất ngon miệng, nhưng một tuần gần đây thì con ăn kém hơn hẳn. Em thấy con bị tụt cân, cho em hỏi em nên làm thế nào ạ? Chào mẹ Thanh Tâm. Theo cái đánh giá của WHO thì cái hiện tại cân nặng của con bạn là vẫn đạt 50%, tức là trong vòng 100 bé thì con bạn có cân nặng tốt hơn 50 bé và nhẹ hơn 50 bé khác. Thì đây là cái mốc cân nặng rất là lý tưởng đối với bé gái ở độ tuổi này rồi, nên là mẹ hoàn toàn có thể yên tâm. Còn ở đây thì mẹ chưa cho bác biết là chiều dài của con như thế nào, và như vậy thì bác sẽ rất là khó để có thể đánh giá cái sự tăng trưởng chuẩn xác hơn được. Còn nếu mà trẻ chỉ bị tụt cân không đáng nghiêm trọng lắm, bởi vì là cân nặng nó chỉ phản ánh cái tăng trưởng trong ngắn hạn thôi, và chiều cao mới là chỉ số tin cậy để đánh giá thể chất của bé nhà mình về dài hạn. Còn hiện tại thì bé mình đang ăn ngon rồi, đột nhiên một tuần trở lại đây thì con biếng ăn và ăn ít hơn. Thì bác rất là muốn hỏi kỹ là xem là miếng đầu tiên khi bé ăn thì con có hào hứng hay không, hay là ngay từ đầu trẻ ăn thì trẻ đã không thích rồi. Bác cần thêm khá nhiều thông tin để tư vấn chính xác được. Nhưng mà mẹ cháu có thể cân nhắc lại những vấn đề sau. Thứ nhất là đầu tiên là mẹ nên tự kiểm tra miệng của con, xem con có bị nhiệt miệng, viêm lợi, nấm lưỡi hay bị viêm họng gì không. Gần đây trẻ viêm họng này, ho hay hắt hơi, sổ mũi hay không, bởi vì cái việc mà trẻ bị ốm cũng có thể khiến là trẻ ăn sẽ không ngon nữa. Đêm bé ngủ có ngon giấc không hay là trẻ trằn trọc, rồi chu vi vòng đầu của bé như thế nào, thóp bé đã đóng chưa hay là còn rộng, rộng thì là rộng bao nhiêu phân. Rồi tiếp là trẻ đi cầu có đều đặn không, rồi đi tiểu có hết bãi không. Nếu mà được thì tốt nhất là bạn đưa cho bé qua phòng khám của trung tâm sức khỏe New Khoa Century để được thăm khám trực tiếp. Còn mà bác cần phải xác định được nguyên nhân thì mới được đưa ra được cái hướng điều trị triệt để được. Còn nếu mà hiện tại mà mẹ chưa cho bé qua khám được thì bác chỉ khuyên là một là mẹ có thể cho bé uống thêm men vi sinh, bổ sung thêm lợi khuẩn để tốt cho hệ tiêu hóa của con ăn ngon miệng hơn. Thứ hai nữa là mẹ cũng có thể thay đổi cái cách nấu nướng này, cách chế biến món ăn để đổi khẩu vị cho con này. Thứ ba nữa là cái thời tiết gần đây thì cũng mưa nhiều mà trẻ ít được tắm nắng, nên nếu mà trời hửng nắng thì mẹ nên cho bé ra ngoài để cơ thể tổng hợp thêm D3. Bốn nữa là mẹ cháu có thể cho bé uống thêm vitamin tổng hợp để giúp tăng cường cái chuyển hóa dinh dưỡng. Đối với bé biếng ăn thì các cái vitamin rất quan trọng như là vitamin nhóm B này, tại vì vitamin nhóm B giúp đẩy mạnh quá trình đồng hóa glucoside, vitamin C, D và A. Nếu mà bạn tiếp tục theo dõi con từ 5 đến 7 ngày tới, mà nếu mà tình trạng trẻ vẫn biếng ăn mà không ăn bất kỳ cái gì thì bạn nên đưa con qua phòng khám để được thăm khám trực tiếp. Chúc bé nhà mẹ Thanh Tâm hay ăn chóng lớn. Nếu bạn cần hướng dẫn điều trị, xin gửi câu hỏi về fanpage Century Trung tâm Sức khỏe Nhi Khoa hoặc gọi qua số hotline 0963 101 255.